Trước tình trạng đất nước Ấn Độ hơn 1,4 tỷ dân đang vỡ trận trước làn sóng thứ hai của dịch COVID-19, cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao từ nước láng giềng Lào, Campuchia, thì việc tăng cường phòng chống dịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, trở nên hết sức cấp thiết. Đến nay, toàn cầu ghi nhận gần 148 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 3,12 triệu ca tử vong và hơn 125 triệu bệnh nhân bình phục. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận trên 354.000 ca COVID-19 mới. Ngày thứ 5 liên tiếp có số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục. Còn Campuchia ghi nhận thêm hơn 600 ca mắc. Tình hình dịch bệnh tại Lào cũng có xu hướng gia tăng nhanh chóng với 16 trên 18 tỉnh có bệnh nhân COVID-19. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, các ngành địa phương đang siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, nhất là ở biên giới Tây Nam. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng vừa yêu cầu tăng cường phòng chống dịch tại các điểm tham quan du lịch, đặc biệt trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và dịp hè. Tổng cục Du lịch đề nghị các địa phương và đơn vị du lịch không nên quá tập trung khai thác vào một điểm mà giãn lượng khách đến các điểm mới, giảm tập trung đông người. Một số địa phương như thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh cũng vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường phòng dịch trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thực hiện thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang, nơi công cộng, không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết, vẫn là những khuyến cáo quan trọng để phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm này.